có vẻ quen quen. Không biết anh có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Ừ, thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phúc Tân. Tân hả? Em ở An Bình. Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sonadeji. Ở Biên Hòa 2. Ừ, cùng trường của anh rồi. Hả? Trời ơi. Anh học khóa mấy, ngành gì vậy? Anh K7. K7, em K8. Vậy là anh học xây dựng luôn? Ừ, anh học xây dựng. Ồ, vậy hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Dạ. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì quá, em tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị. Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Có nhiều 1m57, 1m75 á chị, đang nói ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi tôi qua. Bao tôi... cao? Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Những người đó là nói thằng ông nghe. Đi lông mày phía rậm rạp chứ. Ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Bên qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái, coi sao bên qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào em gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè. Hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia với hợp rất hợp em đó. Dạ. Ha. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi. Không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Ôi, chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Hồi Tết đừng có lượt hàng nhằn ta. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không? Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Thì trong nhà út. Mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn qua ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương. Em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn đó. Không thích cắn. Đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. Vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi. Em có vẻ quen quen. Không biết quen. Em có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phúc Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang, cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình hả? Em biết ngay qua công trình, anh nhìn thấy em, anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sonadeji. Ở Biên Hòa 2. Cùng trường của anh rồi. Trời ơi.
anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7, em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn? Ừ, anh học xây dựng. Ồ, vậy hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á, thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình á. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Ừ, em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Ừ, đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á, là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ chưa, anh cứ nghĩ anh ấy đó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào.